Hôm nay mình sẽ ra vườn mình trồng hành lá gốc tím nè. Đó. Hành lá gốc tím từ cây con á, cây còn nhỏ. Đó. Đây là của giống của Việt Nam. Đây là hành lá gốc tím Việt Nam mình trồng từ hạt đó các bạn. Nè, nay nó lên được thành cây con rồi, cây nhỏ nhỏ này. Bây giờ mình gieo trồng lại ha. Mình gieo hạt từ lúc hồi lúc mùa thu á. Rồi trời lạnh không có lớn lên, không có lớn kịp, nó chỉ cỡ này nè, nó lớn khoảng cỡ này. Và mùa đông thì nó đứng chững lên luôn. Còn bây giờ thì vào đầu xuân rồi, mình sẽ trồng xuống cho cây phát triển lớn lên. À, mình trồng hành lá từ cây con. À, hành lá gốc tím này, nghe nói cái hành lá này nó thơm lắm các bạn. Nên năm nay mình quyết định mình trồng thử. Hành lá gốc tím Việt Nam. Đó. À. Nhìn nó màu tím đi, dễ cưng quá à. Cô đây. Ê. Ê, ê, cô đây. Cho tôi mít tế. Ok, cô nát ta. Ôi xì hả? Này, mình đang trồng hành tím cái gì ở sớm. Trồng rau á, lại hỏi thăm. À, bây giờ mình sẽ nhổ mấy cây cho cái gì hàng sớm. Hàng sớm mình nhổ. Nè, cô đây. Hồi nãy cũng nói là vườn sớm hồi nãy cũng có trồng cải ngọt. Vườn sớm cũng có trồng cải ngọt mà bị sâu rồi. はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これ。もっと1個。これね。大きいな。これ。大きいな。美味しいでしょ?ま、苦い。でも美味しいわ、私。好きです。あ、いや。もう、しっくりです。お、硬い。硬か。あ、硬か。違う。はい、それ。冬から。土硬い。 すごいいっぱい見て。ね、長いね。すごい。長いね。すごい。こんな長くなるね。すごいです。昔は前の冬時、私これかぶるはずじゃった。寒いから。ああ、そう、これでいいだね。はい。前は冬時、すごく寒いでしょ?それその時。枯れちゃったと思ってる。よかったね。はい。 いいね。エンド出てきた目だ。出てきた。まだ開けないです。これから大きくなるでね。芽が出てる?出てる。ダウ。ダウの輪だね。ね、ママ。ああ、よかった。またこれとして、それ飴。飴振って。はい。ありがとう。いいね。それ、美味しいです。 ね、美味しいよね。うん、美味しいね。うん、苦い、美味しいです。ね、美味しいよね。うん、苦い、美味しいです。柔らかい。柔らかい。うん、柔らかい。前私ベトナムの小松菜も、うん、巻いた植えた。でも柔らかいです。苦くない。それは日本の苦い、はい、ベトナムは色は薄いです。緑です。これは濃い、濃い緑でしょ?あ、そうね。ベトナムは薄いの?薄い、それ柔らかい、めっちゃ柔らかいです。あ、そう。うん。 ばあちゃんが好き、柔らかいから。柔らかいよ。ね。これも柔らかいよ。柔らかい。はい。これ好きで、苦いです。好き。ね、柔らかい。よく炒める。美味しい。うん、美味しいらしい。しいよね。今でも冬の柔らかいだわ。うん。柔らかいね。うん、美味しいよ。はい。ありがとうね。またね。すみません。はい。ギギさん、 来、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 来
đúng cái ngọt nè, đó. Nói sao cái ngọt trồng tốt quá vậy, không có bị sâu. Vườn của nhà gì bị sâu. Thế là cái xong gì nói bị sâu nên đã nhổ hết rồi. Đã thu gì đã dẹp vườn rồi. Đã thu dọn rồi, thành ra mình nhổ vài cây á, tặng gì. Này bây giờ mình quay trở lại, mình tiếp tục trồng hành tím, hành lá gốc tím chứ. Đó. Mình trồng từ hạt. Mình trồng lúc mùa thu. Cái
nó nảy mầm lên được rồi, nó lên được cái cây chút xíu rồi, nó đâu có lên cao được nữa đâu, do trời nó lạnh đó, mùa đông nó lạnh quá nó không lên được. Cái mình dọn vườn ở Đàng Lẳng á, cái mình đem nó về, mình đem về miếng vườn nhỏ này nè, mình trồng lên, trồng lên sẽ lên cây lớn, cây sẽ lên lớn, mình sẽ giữ giống này lại, giữ giống mình lá gấp tím này lại, hôm nay mình trồng thử rồi, đó, mình nghĩ là ít nhưng mà thấy cũng nhiều quá ta, mình trồng ở miếng vườn lớn hôm kia thành ra nó đó, mình nghĩ nó ít. Với lại nó chen chút với lại mấy cái bụi cỏ đó, cỏ nó mọc lên á, chen chút làm cho mình không có thấy rõ. Khi là mình gom mình dọn vườn Đàng Lẳng, mình gom mình đem về thì bây giờ mình mới thấy nó nhiều đây nè. Nhớ bước cỏ này. Bây giờ mình trồng tiếp. Trồng tiếp luống thứ hai đây. Quá trời đây này. Đây. Cái này nó trồng nó mau lên lắm các bạn ơi, nó có rễ nè. Thu vừa rồi đó mình trồng từ hạt thành ra nó lâu, nó mới chỉ có nảy mầm là trời nó đã lạnh rồi, nảy mầm lên từ cái cây con rất là yếu nha. Bây giờ nó có cái gốc vậy là quá tốt rồi, gốc có rễ luôn, thành ra trồng nó mau phát triển lắm, nó cứng cáp nữa. Cái lá, cái gốc này là ok luôn nè, tuyệt vời luôn, nó cứng lắm à, khỏe, cây nó khỏe. Khi mà nó lớn chút xíu là mình vung gốc lại, mình đắp đứt ở gốc hành lá lại, rồi bắt đầu mình bón phân đó. Cái luống vừa rồi mình mới trồng nè, đó. Trồng tiếp. Đây. Cây nào có rễ nè, là gốc nó tím nè, hành lá gốc tím Việt Nam. Mình trồng thử năm nay xem cây như thế nào ha, cây nó thơm không nè, thơm như mọi người nói không nè, mình nghe mọi người nói là cái cây hành lá gốc tím này nè nó thơm lắm. Được một mớ nữa nè các bạn, quá trời luôn ha. Đó. Bây giờ mình trồng trước đi. Ở đây mình làm có 3 luống đứt à, khoảng trống còn có 3 luống à. Mình trồng trước đi rồi nếu mà còn dư á mình sẽ trồng sen vô. Mình trồng sen kẽ vô, trồng cỏ. Mình nghĩ là ít mà sao thấy quá trời luôn. Này. Không ngờ lại nhiều đến vậy.
Trời nó cứ sáng là nó tối hôi lại, do nó giống như là sắp chuyển mưa đó các bạn. Trời nó tối cái nó hôi hôi rồi. Đây nè, tiếp. Wow, cái cây này là khỏe lắm luôn nè. Đó, dính cỏ đây mình nhổ bỏ luôn. Đây, đó. Khoảng tháng 5 là sẽ có mấy luống hành lá tím nha, hành lá gốc tím Việt Nam ở đây luôn. Trời ơi, nó còn nhiều quá các bạn ơi. Cái này là mình phải trồng sen vô lại, trồng sen vô trong rừng lại. Mình nghĩ là ít. Ai về đâu cũng quá trời nè, quá xá luôn. Mình nghĩ là ít đó, thì mình mới trồng sư thưa ra. Ai về đâu còn quá trời luôn. Bây giờ còn nhiều quá, mình trồng sen vô luôn. Đó, đó mình đã trồng giữa hai góc như vậy rồi. Bây giờ mình trồng sen vô. Đó, đó trồng sen vô. Còn nhiều. Nghĩa là nó ít. Tại vậy bây giờ nhiều quá. Đó, mình chụp sen vô. Đó. Cũng như mình chụp sen vô. Các bạn nghe chim hót không? Wow, chim hót líu lo luôn. Quá trời luôn. Chuẩn bị là mùa sinh sản của các loài chim á. Đây nè. Chỗ nào thưa thưa cái mình dặm vô. Cái đầu nó héo. Cây này nhỏ nè, nhưng mà nó có rễ, nó có rễ thành ra nó sẽ khỏe, không sao. Nhìn thấy nó eo uột nhưng mà nó có rễ là nó sẽ phát triển tốt đó các bạn. Đây nè, trời ơi chim hót. Vừa trồng hành vừa nghe chim hót nha. Chim hót líu lo luôn. Xong giờ này. Được 3 luống hành lá gốc tím. Giờ mình đắp chấu lên nha, giữ ẩm. Hôm nay mình trồng xuống, mình không có tưới nước luôn, không cần tưới nước, tại vì trời sắp chuyển mưa rồi. Mình thấy trời tối nè, trời hôi hôi rồi, sắp chuyển mưa rồi. Bây giờ mình đắp chấu lên các bạn. Mình giữ ẩm cho cây. Cái này cho nó có tươi xốp thôi. Hạn chế nó ít mọc cỏ. Bên đây.
Vậy là xong ba luống hành lá gốc tím Việt Nam các bạn. Hành lá gốc tím Việt Nam đó. Mình trồng từ cây con ha. Trời hôi hôi rồi, thành ra mình không cần phải tưới nước nữa. Bây giờ tới chiều tối là trời sẽ mưa, nên thành ra mình không cần tưới nước luôn. Ba luống hành lá gốc tím Việt Nam, trồng từ cây con, cây còn nhỏ. Tiếp tục các bạn cùng mình qua trồng thêm xà lách tím nha. Đây là cái luống xà lách tím nè. Mình trồng lúc mùa thu, rồi cái mùa đông á, nó lạnh. Có những cây nó còn nhỏ quá, nó yếu, nó chết. Những cây nó khỏe, nó còn sống. Thành ra có những cái chỗ mà lởm chởm này, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ dâm thêm, mình trồng thêm vô. Trồng thêm vô những cái chỗ mà còn trống á. Trồng thêm xà lách tím vô những cái chỗ còn trống nè. Để mùa xuân mà nó phát triển lớn lên là nhìn thấy đẹp lắm. Đó. À, những cái gốc này là, đó, những gốc xà lách tím này nè ha. Nó khỏe nên thành ra nó sống được nè. Còn cái chỗ này là ngủm rồi. Đó, mình sẽ trồng vào những cái khoảng trống này ha. Trời càng lạnh á thì cái màu tím nó càng đậm luôn nè các bạn, nó đậm đỏ luôn á nha, đỏ đậm luôn á, thấy không? Mình sẽ trồng vô hai cái luống này ha, xà lách tím. Mình dặm xà lách tím vô nè. Đó, những cái cây con nè, lúc mà mình gieo trồng ở trong cái chậu nhỏ đó, bây giờ nó cũng đã lớn lên rồi, mình trồng dư á, thành ra nó còn lại nè. Rồi mùa đông mới ở, mình để cho ở nhà đó, mình lấy cái miếng bạc, cái miếng gì giữ ẩm á, miếng bạc hay là miếng ni lông rồi đó, mình giữ ẩm, mình chùm nó lại, nó sống sót ra mùa đông. À, bây giờ còn sót lại đó, cái mình dâm nó vô, dặm nó vô xuống vườn ha. À, xà lách tím. Dạ. Cái chỗ nào mà nó trống trống á, mình dặm vô cái miếng này nè, mình chừng ở chỗ này kế bên đây á, là để cho trống cỏ mọc á các bạn, chứ không thôi là hả, cỏ nó mọc lên quá trời luôn. Đây là những cái xà lách con nè. À, dầm dầm nó vô. Mùa xuân sẽ có hai luống xà lách tím đẹp luôn. Đây có hai cây còn nhỏ nè, dặm chưa? À, mình đã trồng dặm vô rồi nè, đã điều ha, đã trồng dặm vô, trồng dặm vô xà lách tím nè. Hai luống xà lách tím này các bạn, mình cũng đã dâm vô rồi, là nó trồng dậm vô xong rồi. Mình rắc chấu lên luôn, có chấu nó rớt lên trên lá luôn, mình để cho rớt luôn, tại vì trời nó vẫn đang còn hơi lạnh lạnh đó, thành ra nó cũng đỡ lạnh cho cái cây xà lách tím nữa. À, bây giờ thì mình chỉ việc chờ đợi thôi. Chờ đợi xà lách tím sẽ lên đẹp luôn, hai cái luống xà lách tím sẽ tuyệt vời luôn.
Đó. Mùa xuân này sẽ có hai luống xà lách tím tuyệt đẹp. Rồi, hôm nay mình đã trồng được 3 luống hành lá gốc tím Việt Nam và trồng dặm thêm 2 luống xà lách tím. Đó. Rồi, mình xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Mình lại tiếp tục ra vườn trồng cây, trồng rau.